Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, hoa quả là loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong mọi bữa ăn của gia đình. Đặc biệt với những người đang xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, giảm cân thì trái cây lại càng không thể thiếu được. Tuy nhiên, nhắc đến trái cây thì cụm từ trái cây Trung Quốc vẫn luôn là nỗi ám ảnh với rất nhiều người. Cũng vì lợi nhuận mà nhiều người nhập khẩu trái cây Trung Quốc với giá thành rẻ, chất lượng kém và tất nhiên là độ an toàn thì không hề được kiểm chứng. Ăn những loại trái cây này, cơ thể có thể sẽ phải chịu đựng sự tàn phá của các chất hóa học, các chất độc. Trong số rất nhiều loại trái cây Trung Quốc nhập về Việt Nam thì có 8 loại được nhập về với số lượng cực lớn. Nhiều loại vào chính vụ, mỗi ngày chúng ta còn nhập con số lên đến cả 100 tấn. Dưới đây là danh sách 8 loại quả Trung Quốc được nhập về Việt Nam với số lượng cực kỳ lớn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, năm 2015, chỉ tính riêng tại một cửa khẩu, số lượng trái cây Trung Quốc nhập về Việt Nam đã lên tới con số hơn 165.300 tấn. 4 tháng đầu năm 2016 đã nhập khoảng 5.300 tấn. Đây quả thực là một con số đáng báo động hiện nay. Lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật cũng cho biết, Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam. Thế nên mùa nào thức ấy, Trung Quốc có quả gì, Việt Nam hầu như nhập về quả ấy. Đáng chú ý, khi vào chính vụ, nhiều loại quả có số lượng nhập đều lên đến hàng vài chục cho đến hàng vài trăm tấn mỗi ngày. Vậy ở thời điểm này, những loại quả nào của Trung Quốc được nhập khẩu và bày bán tại các chợ nhiều nhất? Dưới đây là danh sách những loại quả đang được bày bán tràn ngập thị trường hoa quả tại Việt Nam. Thứ nhất, táo đá Trung Quốc đã không còn mạo danh táo Việt Nam. Tương tự, sau khi lừa người tiêu dùng Việt mua về ăn cả thập kỷ qua dưới mắt táo đá Hà Giang, vào thời điểm này, táo đá Trung Quốc đã hiện nguyên hình. Dưới hộp đựng toàn chữ Trung Quốc, được công khai nguồn gốc xuất xứ và bày bán tràn ngập từ chợ truyền thống cho tới chợ mạng. Lý do, năm 2015, các cơ quan chức năng đồng loạt lên tiếng bóc mẽ, táo đá không phải là táo Việt Nam. Chúng là hàng Trung Quốc, bởi Việt Nam không trồng được táo đá. Đây là loại quả có hình thức khá xấu, vỏ ngoài không bóng bẩy, nhưng khi ăn lại có vị ngọt, táo giòn. Được các đầu mối cũng như tiểu thương ở chợ quảng cáo là loại táo sạch của Trung Quốc. Theo đó, táo đá đang bắt đầu vào mùa thu hoạch rộ, giá bán dao động quanh mức 30-35.000 đồng trên 1 ký. Lựu Trung Quốc không thật ngon nhưng vẫn bày bán là liệt. Tháng 8 là mùa thu hoạch lựu. Thế nhưng trên thị trường Việt Nam, ngoài các loại lựu cao cấp có giá vài trăm nghìn đồng một ký, được nhập khẩu từ các nước Mỹ, Ai Cập, Peru, v.v. thì ngoài chợ dân sinh hay các hàng rong trên phố đều bán lựu nhập khẩu từ Trung Quốc. Nguyên nhân, các loại hoa quả của Việt Nam rất phong phú, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có vùng trồng lựu thương phẩm. Thông tin từ Chi cục Phó Chi cục Kiểm dịch vùng 8 Lào Cai cho biết, lựu được nhập khẩu chủ yếu tập trung vào tháng 7 đến tháng 12, chính vụ khoảng từ tháng 7 đến tháng 10. Năm 2015, vào những tháng cao điểm, mỗi ngày nhập khoảng trên dưới 100 tấn lựu. Hiện tại, lựu Trung Quốc đang vào mùa được nhập về bán tràn ngập tại chợ, khiến người tiêu dùng hoang mang, tìm đủ cách để phân biệt đâu là lựu Việt Nam và đâu là lựu Trung Quốc. Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, các loại trái cây Việt Nam trồng khá phong phú, nhưng riêng cây lựu, Bộ chưa có quy hoạch vùng trồng lựu làm hàng hóa, còn các địa phương có trồng tập trung hay không thì không thể nắm rõ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cũng chưa có địa phương nào báo cáo địa phương mình có vùng trồng lựu để bán hàng hóa giống như một số loại trái cây khác. Thứ ba, hồng táo. Hồng táo hay còn gọi là táo tàu mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam 2 năm gần đây. Nhưng số lượng nhập về Việt Nam cực lớn, và mùa này chúng cũng được bày bán la liệt khắp các ngõ chợ.
thậm chí tràn ngập trên chợ mạng. Đây là loại táo khá nhỏ, chỉ tương tự như quả nhót của Việt Nam. Bên ngoài vỏ có màu xanh vàng và có những đốm thâm nâu như hình táo thối. Song ăn lại rất giòn ngọt, được rất nhiều các chị em phụ nữ ưa chuộng vì là loại quả mới lạ, lại được quảng bá có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Táo được bày bán ở chợ và trên các trang mạng xã hội với giá bán 90.000 đồng trên 1 ký, chính là táo Trung Quốc. Còn táo tàu của Hàn Quốc đang được bán trong những cửa hàng hoa quả nhập khẩu với giá 850.000 đến 900.000 đồng 1 ký. Thứ tư, nhận diện dưa lưới vàng Trung Quốc. Giống như lựu, trên thị trường Việt hiện có hai loại dưa lưới vàng, đó là loại quả tròn và loại dài. Với loại tròn thì dưa lưới được trồng tại Việt Nam, nhưng với dưa lưới quả dài hình bầu dục thì đích thị là hàng Trung Quốc. Vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm chính vụ dưa lưới bên Trung Quốc, nên dưa được nhập ồ ạt về Việt Nam. Thậm chí trong 3 tháng cao điểm, trung bình mỗi ngày có tới 70 đến 90 tấn dưa lưới vàng được nhập qua cửa khẩu về bày bán khắp các chợ. Loại dưa này có đặc điểm vỏ màu vàng với những vết như đường kẻ trắng đang xen vắt chéo nhau. Dưa nặng khoảng 3 đến 4 kg trên một quả và mùi dưa ăn ngọt sắc. Hiện dưa này được bán tại chợ với mức giá 30.000 đồng trên 1 ký. Thời điểm dội chợ, giá bán chỉ còn 25.000 đồng trên 1 ký. Thứ năm, mặn nhập với số lượng trên 7.000 tấn. Mùa mặn của Việt Nam đã hết, thời điểm hiện tại trên thị trường chủ yếu là mặn Trung Quốc. Và theo số liệu thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, tính từ đầu mùa mặn đến đầu tháng 7 năm nay, Việt Nam đã nhập trên 7.000 tấn mặn các loại qua hai cửa khẩu chính của Lào Cai và Lạng Sơn. Thực tế, trên thị trường hiện các loại mặn Trung Quốc đang được phủ kín các sạp chợ, giá tùy thuộc vào từng loại, đơn cử như mặn cơm đường với giá 50.000 đồng trên 1 ký, mặn đen khủng với giá 40.000 đồng trên 1 ký và mặn đen róc hạt giá 45.000 đồng trên 1 ký. Theo đó, thời điểm này ra chợ mua mặn với giá vài chục nghìn đồng 1 ký thì chắc chắn là mặn Trung Quốc. Bởi mặn nhập khẩu cao cấp từ Mỹ, Úc, Chile, Nhật Bản đang được bán với giá dao động từ 200 đến 900.000 đồng trên 1 ký tùy loại. Thứ 6, nho Trung Quốc đổ về ngày càng nhiều. Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, năm 2015, chỉ tính riêng tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đã có khoảng 11.000 tấn nho Trung Quốc được nhập khẩu về Việt Nam. Thời kỳ cao điểm, lượng nho Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu này lên đến 100.000 tấn. Thời kỳ cao điểm, lượng nho Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu này lên đến 100 tấn trên một ngày. Năm 2016, Việt Nam nhập khẩu 15.000 tấn nho Trung Quốc các loại, nho xanh, nho đen, nho đỏ. Và tính đến đầu tháng 6 năm nay cũng đã nhập 2.000 tấn nho Trung Quốc dù chưa vào mùa cao điểm. Lãnh đạo cục này cũng cho biết nho Trung Quốc được nhập về quanh năm. Tuy nhiên, vào chính vụ thì lượng nho đổ về thị trường Việt Nam nhiều hơn. Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ đầu mối, nho xanh, nho đỏ và đặc biệt là loại nho thâm đen đang được bày bán ngập chợ với bao giấy lót bề ngoài toàn chữ Trung Quốc. Loại nho này từ chợ đầu mối tới chợ dân sinh được bán dưới mác nho Ninh Thượng với giá 60.000 đồng đến 70.000 đồng trên ký. Riêng nho xanh không hạt giá rẻ hơn, dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng trên 1 ký tùy thời điểm. Thứ 7, cam. Cam lòng vàng, cam xanh bóc vỏ là hai loại cam được nhập về nhiều nhất với số lượng lên tới 100 tấn trên một ngày vào thời kỳ chính vụ. Cụ thể, chính vụ cam xanh bóc vỏ là vào thời điểm từ giữa tháng 8 trở đi. Cam đường thường được nhập về vào dịp cuối năm và kéo dài sang tới mùa xuân năm sau. Với loại cam bóc vỏ thì rất dễ phân biệt, song loại cam lòng vàng thì khó phân biệt hơn bởi hình dáng bề ngoài loại cam này rất giống với loại cam Vinh và cam Cao Phong. Khi đi mua cam về ăn, thường phân biệt theo cách cam Việt Nam có hạt, còn cam Trung Quốc thì không có hạt. Tuy nhiên, kinh nghiệm đó không đảm bảo là phân biệt được hàng ta, hàng tàu, vì cam lòng vàng Trung Quốc
cũng có hai loại, có hạt và không có hạt. Thứ 8, quýt siêu ngọt. Dù từng bị phát hiện có hàm lượng thuốc bảo vệ vượt mức cho phép, song quýt siêu ngọt Trung Quốc vẫn được nhập về bán tràn ngập các chợ. Lãnh đạo chi cục kiểm dịch vùng chia sẻ, quýt Trung Quốc vào mỗi ngày nhập khẩu về Việt Nam với số lượng khoảng trên dưới 90 tấn. Thời gian nhập bắt đầu từ khoảng cuối tháng 9 dương cho tới hết tháng 10 âm lịch đối với các loại quýt tươi. Còn loại quýt được bảo quản thì thời gian nhập về Việt Nam sẽ kéo dài hơn nhiều. Ngoài 8 loại quả trên tại chợ, còn có các loại đào trơn, vải mút của Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng không nhiều bởi hai loại quả này đang vào cuối vụ. Lượng quả thu hoạch và xuất sang Việt Nam bắt đầu giảm dần. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thì hiện Trung Quốc vẫn là một trong số nhóm nước có nguy cơ cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, nên các loại rau củ, hoa quả khi nhập khẩu vào Việt Nam thường được lấy mẫu với tần suất cao hơn để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra lấy mẫu, cơ quan kiểm tra cũng phát hiện ra một số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhất định, nhưng đa số vẫn chưa vượt ngưỡng quy định, nên các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trong nước vẫn được nhập khẩu và bán tại thị trường với số lượng lớn. Các loại hoa quả Trung Quốc chứa rất nhiều chất độc hại, ngày càng xâm nhập vào thị trường Việt Nam, là nỗi ám ảnh của các bà nội trợ. Để nhận biết các loại hoa quả Trung Quốc không quá khó, chỉ cần một chút tinh ý, giúp các chị em đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình. Dưới đây là cách phân biệt một số loại trái cây Trung Quốc mà Sức Khỏe Tự Nhiên đã tổng hợp để gửi đến quý vị khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, quýt. Quýt Trung Quốc, quả có dáng dẹt, kích thước đồng đều nhau, không dập nát, có vỏ láng màu, màu vàng tươi hấp dẫn. Khi bóc ra, đầu muối thường hay bị khô, xốp, không được mọng nước, ngọt đậm, thậm chí có cả vị đắng và mùi hắc từ những hóa chất. Quýt Việt Nam, quả nhỏ không đều nhau, vỏ mỏng, thường bị nám, có đốm mờ, màu vàng mỡ gà, không được bắt mắt bằng quýt Trung Quốc, có vị thanh nhẹ, chua dịu, hương thơm tự nhiên. Thứ hai, nhãn. Nhãn Trung Quốc, quả to, vỏ mỏng hơn, lá cũng to, dày hơn lá nhãn Hương Yên. Cùi dày, hạt to, vị ngọt nhạt, không thơm. Nhãn Trung Quốc hay dùng chất bảo quản nên vỏ sạch, nhạt màu, vỏ mỏng hơn, nhanh thâm, thối. Nhãn lồng Hương Yên, quả to, vỏ gai, trong dày, vỏ vàng sậm hơn, tươi lâu vì được hái và vận chuyển tiêu thụ ngay. Cùi nhãn dày và khô, hạt nhỏ nhưng mọng nước, vị thơm ngọt như đường phèn. Đáy quả có hai dẻ cùi lồng xếp rất khít, khác hẳn nhãn khác. Thứ ba, lựu. Lựu Trung Quốc, quả có kích thước lớn, vỏ ngoài mịn, căng tròn, màu trắng hồng. Khi bổ ra thường có hạt đỏ rực, bắt mắt, các hạt đều nhau, mềm, chảy nước, thường không mùi, hạt mùi của hóa chất. Khi mua về bảo quản không được lâu, rất nhanh hỏng. Lựu Việt Nam, quả thường nhỏ hơn, da sần sùi, hạt bị nám, vỏ thường có màu xanh, đỏ dần khi chín. Tuy quả nhỏ nhưng hạt nhiều, hạt có màu nhạt hơn, nhiều nước, ăn vào thái vị mát dịu. Dùng mũi ngửi hạt bên trong có mùi thơm. Thứ tư, nho đỏ Trung Quốc. Trái to gấp đôi nho Ninh Thuận, quả chín có màu đỏ nhạt, có lốm đốm trắng trên vỏ, vị ngọt gắt. Các trái nho trên cùng một chùm rời rạc nhau, một chùm nho cân nặng khoảng 500g đến 700g một chùm. Khi mua nhìn thấy tươi ngon, đặc ruột, nhưng nếu để trong tủ lạnh, sau khi lấy ra thì ruột sẽ trở nên bở và nhão. Nho đỏ Ninh Thượng, trái to khoảng đầu ngón tay cái, vỏ rất mỏng, quả chín có màu đỏ tươi đến đỏ đậm, có vị ngọt hài hòa với vị chua nhẹ. Chùm nho thon dài và các trái gần như khít nhau trên một chùm, ít rời rạc. Nho Ninh Thượng rất dễ nhận biết vì trái chỉ bằng một nửa so với nho Trung Quốc. Thứ năm, dưa lưới. Dưa lưới Trung Quốc, quả to, thường nặng 3-4kg trên quả, hình bầu dục, nặng trên 3kg, có các vết lưới màu trắng đang xen với nhau, hiện rõ trên vỏ dưa.
cùi hơi mềm và ăn rất ngọt. Nếu dưa bị tiêm thêm các loại đường hóa học, thêm ngọt hoặc hóa chất để giữ độ tươi lâu, thì khi bổ dưa ra vài tiếng, ruột quả sẽ nhanh bị nhũn, thời gian bảo quản lâu do sử dụng hóa chất bảo quản. Dưa lưới Việt Nam, quả thường nhỏ, tròn, trọng lượng trung bình tầm 1kg trên một quả, to nhất cũng chỉ 1,5kg trên quả. Khi chín, lưới chằng chịt hơn, cùi dày, ruột dưa màu cam, vị ngọt thanh, ăn giòn, thời gian bảo quản ngắn. Thứ 6, lê. Lê Trung Quốc được bày bán quanh năm, quả tròn đều, bọc trong lưới xốp, có vỏ ngòi nhẵn mịn, sáng bóng, màu xanh hoặc vàng tươi, có vị ngọt đậm, không có mùi thơm đặc trưng. Thịt quả bị thâm đen, hạt có nhiều vết nứt thâm, lỗ chỗ như kim châm. Có chứa chất bảo quản nên có thể để từ 15 ngày đến 20 ngày mà vẫn bóng đẹp. Nếu để tủ lạnh có thể bảo quản tới 3 đến 4 tháng. Lê Việt Nam chỉ có trong khoảng tháng 8, tháng 9. Quả thon dài, cầm chắc tay, vỏ ngòi sần sùi, màu vàng đậm, không bóng bẩy và bắt mắt, có vị ngọt, hơi chua, mùi thơm dịu. Thịt quả trắng, không bị khô xốp. Các loại hoa quả thì vô cùng đa dạng và phong phú, được bày bán khắp các chợ đến siêu thị. Tuy nhiên, chúng sẽ rất khó để biết được nguồn gốc xuất xứ của các loại hoa quả này, thậm chí còn dễ bị sự đẹp mắt của các loại trái cây Trung Quốc, trái cây tẩm thuốc hóa học, đánh lừa thị giác. Do vậy, hãy ghi nhớ những mẹo phân biệt trái cây Trung Quốc mà Sức Khỏe Tự Nhiên đã tổng hợp và giới thiệu nhé. Sức Khỏe Tự Nhiên rất hân hạnh khi được là người đồng hành cùng với sức khỏe của quý vị. Vẫn còn rất nhiều những thông tin đang chờ quý vị khám phá. Hãy kích chuột vào ô vuông bên trái hoặc bên phải của màn hình để theo dõi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.